vì xa nhau có lẽ cũng do ông trời đã cho ta được gặp nhau, nhưng không cho ta bên nhau. Rồi ngày mai ở bên em không phải anh, như sẽ có người thay thế anh yêu em. Dù bên nhau chỉ trong phút giây, nhưng anh sẽ nhớ những nụ hôn đó ta chào, những lời nói ngọt ngào, vòng tay ôm riêng đang chặt vào nhau. Anh chỉ muốn ôm em, mong chẳng mãi không buồn. Anh chỉ ước em phải an toàn, nhưng sự thật không thể đổi. Em giờ đã có người, bên cạnh em ngày mai không phải là anh. Em đã nói những lời anh cảm thấy xa rời, có lẽ chỉ là bạn thôi. Cười đi em, đừng khóc nhé. Mình xa nhau có lẽ không do ông trời đã cho ta được gặp nhau, nhưng không cho ta bên nhau. Rồi ngày mai ở bên em không phải anh, nhưng sẽ có người thay thế anh yêu em. Dù bên nhau chỉ trong phút giây, nhưng anh sẽ nhớ. Xin rất nhiều ạ. Đây là ban nhạc mà... Cho em ép vô đây một tí trước khi nói. Đây là ban nhạc mà phải nói rằng là đã thời gian rất dài, từ khi mà Việt còn học sinh viên trường nhạc viện cách đây 6 năm cho đến khi mà Việt vào Sài Gòn là những đĩa đầu tiên, bài hát đầu tiên. Thì đây là ban nhạc của em trai của Việt, với những người đã rất là thân với Việt, là luôn luôn và sát cánh. Đây những con người mà... Xin một cháu thanh lớn trước ban nhạc chưa ạ? Rất là hay. Là một ban nhạc mà trong cái tháng 11 này sẽ cùng sát cánh với Việt trong một cái live show kỷ niệm đầu tiên 3 năm ca hát của Việt, và Việt sẽ là một cái live show đầu tiên để chiên khán giả tại Hà Nội. Và bài hát thứ hai bây giờ thì Việt nghĩ rằng là đấy là bài hát đầu tiên cùng với những cái thời điểm như là bài Quên Như Vậy Nhé. Nó đã là một cái gì kỷ niệm rất là tốt đẹp, mà trong một cái thời thì đó sinh viên của tất cả những bạn đã yêu nhau, mà khi cái thùng thời đó. Bây giờ sẽ là một bài hát khác ạ. Một bài hát mà rất trữ tình. Mình nghĩ rằng là khi mà hát cái bài hát này thì cũng sẽ đọng lại rất nhiều cảm xúc cho tất cả các anh chị nào mà đã từng là có một cái thời gian mà trưởng thành, cũng như là thời gian nghe nhạc của Khắc Việt. Một sáng tác của Việt cũng rất lâu rồi. Xin mời mọi người cùng lắng nghe một ca khúc được mang tựa đề Ngỡ. Lòng chợt lẽ lao lối, cô đơn bay đêm dài, cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi, giờ đây anh cần một bờ vai em ơi, nhưng không cạnh anh lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh ơi, anh
Xin cảm ơn chị các bạn rất nhiều ạ.
Việt đứng hát ở trên này thì mình lúc đầu là Việt đã chia sẻ đã lâu lắm rồi, hầu như là Việt mới có một cái không gian mà ấm cúng như thế này ạ, mà rất là gần gũi. Hầu như là một thời gian gần đây, một năm nay trở lại thì Việt đã có rất là nhiều lời phê bình đến Việt là anh nhiều khi em hát ở club nhiều quá, tới hát chương trình event lớn nhiều quá, em không có cơ hội để em gặp được các anh. Và thì Việt đã dạo này gần đây thì Việt đã cố gắng làm sao mà kết nối để làm cho từ Việt hát phòng trà để người dân một chút tất cả mọi cần tất cả sinh viên tất cả mọi người hơn tất cả đối tượng hơn ạ. Rất xin cảm ơn tất cả phòng trà Queen trong buổi tối hôm nay đã tạo điều kiện cho Việt và cũng là một trong những người anh chơi thân với Việt rất là nhiều. Xin cảm ơn anh rất là nhiều ạ, và xin cảm ơn tất cả chị và bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Việt ý rằng là Việt hát ở trên này mà thấy rất là nhiều người hát theo ạ, không biết rằng là cũng thuộc rất là nhiều nhạc của Việt không hay là chỉ thuộc những cái bài đầu thôi ạ. Bây giờ Việt nghĩ rằng là hát một bài hát mà để tất cả mọi người có thể hát được cùng nhau thì nó sẽ trọn vẹn hơn và nó sẽ không khí nó vui hơn, đúng không ạ? Kể cả là không có thể là cũng hát được cùng từ một hai câu cũng như là có thể chúng ta được, thì cái bài hát Việt sắp hát này rất là dễ hát. Mình tạm chia tay nhau nhé để ta biết đừng có yêu nhau không, vì cho nhau hai lối đi để xem quá đông của ai xa hơn, người ta sẽ nói đến tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về, thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho tại vì sao em hay nói đi, hay vì anh cũng tâm
Xin cảm ơn nhà rất nhiều ạ. Xin chịu rất nhiều. Nhưng các cảm nhận từ nay thì những cái phút giây đầu tiên là một cái sự gần gũi, và càng ngày chúng ta lại càng có cái sự gần gũi gần nhau hơn nữa. Viên sách không dám chắc là ở đây, tại vì đấy cũng có những cô bác, cô chú lớn tuổi nữa, không dám chắc là mọi người sẽ thuộc bao nhiêu nhạc của Việt, nhưng mà đã ngồi nghe rất chân chú và cũng cười vì như thế là Việt cũng rất vui. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Có lẽ là tiếp tục nữa. Thường thường thì mỗi một buổi để hát thì những ca sĩ hát thì có đĩa phụ trợ thì nó sẽ giúp mình dễ hơn rất nhiều. Vì lẽ bắt đầu Việt cũng hát liên tục với đàn band, nhưng mà không sao cả. Đã lâu lắm rồi Việt mới được có không khí gần gũi như này, thì hôm nay Việt sẽ cố gắng làm sao để Việt tìm cách hết mức là trọn vẹn cho buổi tối ngày hôm nay còn hoàn hảo hơn. Sẽ là một cái tiếp theo mà Việt nghĩ là mình nghĩ rằng là các khúc này nó cũng mang lại cho Việt rất là nhiều niềm vui, và cái niềm vui về kinh tế cũng là một niềm vui rất là lớn của người ca sĩ. Đây là một ca khúc mà có lẽ là đến thời điểm này Việt có một cái rất là có sao nhỉ, rất là tự hào và hãnh diện về bản thân mình đối với tất cả những đồng nghiệp cũng như những khán giả, những fan luôn luôn ủng hộ Việt. Một bài hát mà về cái số lượng nhạc chung nhạc chờ của nó lại thì gần chung một bài hát vừa qua. Bây giờ sẽ là một cái khúc rất quen thuộc và cũng xin muốn tất cả mọi người hãy cùng hát với Việt ca khúc này rất hay. Bao thuốc đâu? Có bao giờ em nhớ nhiều về những ngày xưa? Yeah.
rồi. Em hãy nói đi người ơi, anh vô tâm hay là anh đã sai mà dường như ta dần xa cách. See you.